Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 18 tháng 4 và mùng 6 tháng 5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 Moderna từ nguồn chính phủ Úc viện trợ để tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ tiêm chủng cho trẻ em diễn ra chậm, sẽ có tình trạng mở lò vaccine nhưng không sử dụng hết cho trẻ em, hoặc là đối tượng là người trên 18 tuổi có nhu cầu để tiêm vaccine Moderna này. Vâng và trước thực tế này thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng vừa có công văn gửi tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của các tỉnh, thành phố về việc sẽ sử dụng một cách hiệu quả vaccine Moderna. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine được viện trợ, ưu tiên sử dụng trước các vaccine có hạn dùng ngắn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị CDC của các tỉnh thành khẩn trương tiếp nhận số vaccine Moderna được phân bổ trong ngày 6 tháng 5, đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Trường hợp không sử dụng hết lọ vaccine Moderna đã mở hoặc chưa sử dụng đến vaccine Moderna được phân bổ để tiêm chủng cho trẻ em, có thể điều phối sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, tránh để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng hoặc quá thời gian giãn đông.